Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện Toái Ngọc Đầu Trâu do Đam Mỹ Tưởng Truyền thực hiện, chương phiên ngoại 2. Một giấc ngủ yên ổn và chân thật, ngủ thẳng tới khi trời sáng hẳn, Đình Hán Bạch mở hé mắt ra, ngoài khoảng cách nửa cánh tay là một cái đầu sù, bàn tay hơi động, cái đầu này cũng dần giật. Kỷ Thần Ngữ ngứa ở bên hông, vừa với tay đỉnh cái, mò tới một bàn tay khớp xương rõ ràng. Trân Châu, Đình Hán Bạch ở sau lưng gọi cậu, trầm thấp khàn khàn. Xoay lại đây, anh nhìn cậu một chút khi với mưa tỉnh ngủ là làm sao? Kỷ Thần Ngữ vươn mình, cố ý cỏ tóc chăn, chỉ lo trên mặt không sạch sẽ. Cậu cùng với Đình Hán Bạch bốn mắt nhìn nhau. Đình Hán Bạch vẫn ôm eo cậu, còn thì thoảng nhéo da thịt cậu. Sư ca, chào buổi sáng. Cậu kiếm chuyện nói, quyển sách kia anh thích không? Đình Hán Bạch đáp thích. Kỷ Thần Ngữ sảng khoái nói, vậy em tặng cho anh, coi như là quà ra mắt. Đình Hán Bạch từ trước đến bây giờ rất hào phóng, nếu đã nhận quà của người ta, vậy anh nhất định cũng phải đáp lễ. Đang suy nghĩ trong viện có tiếng bước chân gấp gáp, ngày sau đó tiếng gõ cửa càng gấp gáp hơn. Đình Khả Sú vội la lên. Anh Đại, sư phụ Kỷ nói Kỷ Thần Ngữ mất tích rồi. Khương Đình Ân phụ hòa, chú bảo anh mau đi tìm đi. Thằng ba thằng tư hơi sức không nhỏ, vậy mà đập cho cửa mở luôn, ngã xuống vọt tới bên giường, cùng nhau hét lên kinh ngạc. Đình Khả Sú nói, tìm được rồi. Khương Đình Ân nịnh hót, không hổ danh là anh Đại. Một trận nháo nhào sau khi Kỷ Thần Ngữ xuất hiện, liền bị Kỷ Phương Hứa la mắng, nói một câu không biết lễ phép, ngủ trong phòng chủ nhà, làm khách trước mặt nhiều người như vậy. Cậu cúi đầu xin lỗi, cảm giác đó hận không thể chui xuống hố. Đình Xuyên Thọ khuyên nhủ đều vô dụng, Kỷ Phương Hứa nhìn nhá nhặn nhỏ nhá, miệng lại tương đối lợi hại. Không lâu sau Đình Hán Bạch mặc quần áo chỉnh tề xong khoan thai tới chậm, thì từ phía sau vuốt tóc Kỷ Thần Ngữ nói, sư phụ Kỷ, có gì đâu mà tức giận. Kỷ Phương Hứa bắt Kỷ Thần Ngữ xin lỗi, Đình Hán Bạch lại kể chuyện tối qua. Thần Ngữ xem sách với con, có nhiều chỗ con không hiểu, em ấy giảng tới đêm khuya, bị con làm cho ngủ gật luôn. Kỷ Thần Ngữ nghiêng đầu nhìn, cậu biết Đình Hán Bạch cậy tài khinh người, thấy hàng xoàng xính hẳn không thể đạp một phát, không nghĩ tới sẽ nói xảo như vậy. Đình Hán Bạch còn nói, sư phụ Kỷ, nếu không như vậy đi, sau này có cơ hội đến Dương Châu con ngủ ở phòng em ấy được không? Cuối cùng cũng coi như là qua chuyện, Đình Xuyên Thọ lại âm thầm ước ao, tới khi nào ông cũng có thể bá đạo uy nghiêm như vậy. Nói thật mở miệng chửi con ruột không ngóc đầu lên được, đến nay ông vẫn chưa từng trải nghiệm. Ăn sáng xong đoàn người tới Ngọc Tiêu Ký chật ních sành, còn tưởng làm việc ăn phát đạt. Đình Hán Bạch vẫn ghi nhớ quả đáp lễ, lặng lẽ nói với Kỷ Thần Ngữ, anh dẫn cậu đi chơi nha. Kỷ Thần Ngữ cũng không phải người nhớ ăn không nhớ tới đánh, mới vừa bị ăn mắng đương nhiên muốn quy củ, nhưng mà Đình Hán Bạch vừa hỏi như vậy, cậu lại không an phận, lối lòng lên men rục rịch từng cơn. Hai người lén lút rời khỏi, Đình Hán Bạch đạp xe đeo Kỷ Thần Ngữ, đội nắng chang chang dọc đường liễu rủ. Đình Hán Bạch bấm một đoàn, vùng về phía sau Kỷ Thần Ngữ càng cười càng lớn, một chút thận trọng cũng không cần. Sư ca, chúng ta đi đâu đây? Kỷ Thần Ngữ hỏi, buổi trưa anh có mời em ăn cơm không? Một đêm chung chăn chung gối thực sự là thân thiết rồi. Đình Hán Bạch đột nhiên mạnh bảo Kỷ Thần Ngữ bám vào lưng anh, còn chưa đủ tay cũng vòng qua eo. Anh tới chợ cổ đồi mồi, vòng qua bức tường phù điêu, tới một nơi đầy ngọc đẹp. Kỷ Thần Ngữ lấy một bình sứ men xanh, Đình Hán Bạch bảo hàng nhái. Kỷ Thần Ngữ thích một cái hộp, Đình Hán Bạch cũng nói hàng nhái. Kỷ Thần Ngữ bị một cái bình chim và hoa hấp dẫn, Đình Hán Bạch đáp lại như cũ. Kỷ Thần Ngữ tới tiệm tạp hóa, mua hai chai nước quýt, hút một cái rột. Cậu Hà Sần nói, hàng thật. Đình Hán Bạch vui khôn tả, dù dỗ nói, thật ra ba món cầu tròn tương đối khá, trong hàng nhái tuyệt đối là cao cấp. Kỷ Thần Ngữ hỏi, anh hiểu mấy thứ này sao? Đình Hán Bạch nói, nghề này không ai dám xưng là hiểu, cũng không biết ngày nào sẽ nhìn nhầm. Nói xong thấy mi mắt đối phương rú xuống, dường như đang suy nghĩ cái gì đó, cũng như đang do dự cái gì. Sư ca, anh thích đồ cổ hơn, đúng không? Kỷ Thần Ngữ hỏi,
Tối hôm qua lúc anh đọc sách, hai mắt sáng rỡ, lúc điêu khắc thì không. Bí mật trong lòng Đinh Hán Bạch bị chọc thủng, sững sờ một hồi, dứt khoát thừa nhận. Học nghề khổ cực, không yêu thích căn bản sẽ không có cách nào kiên trì. Anh cho là kỳ thần ngữ muốn bắt thóp anh, không ngờ kỳ thần ngữ sương mắt nhìn anh, vậy mà lại nhếch miệng nở nụ cười. Kỳ thần ngữ nói, anh biết tại sao em chọn đều là hàng nhái cao cấp không? Bởi vì cấp thấp em có thể nhìn ra. Cậu ghé sát vào anh, bám vào bên tai đối phương. Lần tới anh tới Dương Châu, cho anh xem thử mấy món em làm. Một mặt khiếp sợ, hai bên thổ lộ tâm tình. Ngày hôm qua tỉ thí tay nghề, hôm nay giao lưu đồ cổ. Đi dạo vài phòng, uống ba chai nước quýt. Cuối cùng ngừng trước một gian hàng, đủ loại hàng mỹ phẩm. Vô cùng tinh xảo, toàn đồ phương Tây, khác với đồ cổ Trung Quốc. Đinh Hán Bạch cầm một cái vòng hổ phách lên, nhìn kỹ thần ngữ một chút. Trả tiền rời đi, nhét đồ vật vào trong tay người ta. Kỳ thần ngữ chạy theo phía sau, vòng hộp phách lay động. Chờ khi ngồi trên xe đạp, một tay cậu níu áo sơ mi Đinh Hán Bạch, một tay giơ vòng hộp phách lên ngắm. Cậu hỏi, sư ca, cái này hình thành bao lâu rồi? Đinh Hán Bạch đáp, mấy chục triệu năm. Cậu lại hỏi, cái này thuộc loại hộp phách nào? Đinh Hán Bạch liền đáp, trà phách. Cậu vẫn chưa hỏi xong, tại sao tặng em cái này? Đinh Hán Bạch lại không đáp, tức giận nắm cái chuông xe. Tặng cậu thì cậu mang đi, sao mà hỏi nhiều vậy? Anh thường xuyên nói chuyện thất thường với người khác, lúc này lại như giấu đầu hở đuôi. Tại sao? Anh lại biết sao tại sao? Bởi vì sắc màu của viên hổ phách kia giống như đôi mắt của kỳ thần ngữ. Thật là bực mình mà, Đinh Hán Bạch suýt nữa bực tới lật xe. Bọn họ ăn uống đi dạo, cả ngày đều ăn uống đi dạo, đi tới các danh lam thắng cảnh, viện bảo tàng, thư viện, kỳ thần ngữ, chân thật, đi du lịch. Đinh Hán Bạch làm chủ nhà tận tình, dù sao mình cũng xin nghỉ, dẫn người sư đệ thôn quê này đi, tiêu tiền cũng vui. Ngoài trừ đi chơi, hai người bọn họ còn có rất nhiều chuyện nói không hết, điều khác đồ cổ, sở thích rất hợp nhau, lúc đàng hoàng thì bàn luận về sự nghiệp, về lý tưởng, lúc vô lại thì đóng cửa hú hí. Gần tới nửa tháng sau, trời âm u, không ai ra đường. Đinh Khả Du muốn quét sạch lá rụng trên mái nhà, để sau khi mưa lá khỏi dính trên mái ngói. Mới vừa chuyển cái thang tới, nhìn thấy một tổ ong vò vé thật lớn. Vì vậy hắn đi lấy cây móc, Đinh Hán Bạch dẫn kỳ thần ngữ trèo lên mái nhà. Đinh Hán Bạch hỏi, sợ không? Tay kỳ thần ngữ nắm rất chặt, không sợ. Bỏ lên mái nhà, cậu và Đinh Hán Bạch ngồi sát bên nhau, nhìn ra cảnh xa xa. Đinh Hán Bạch chỉ đông, bảo cậu nhìn đỉnh ngọn tháp xám, rồi chỉ tay, bảo cậu nhìn một cái cột thu lôi. Đinh Hán Bạch đột nhiên hỏi, ở đây đẹp hay là Dương Châu đẹp? Kỳ thần ngữ khách sáo nói, ở đây. Đinh Hán Bạch thuận miệng nói, vợ em đừng đi nữa. Nói xong không khí ngưng trệ, giống như lập tức xé mưa. Anh cười một tiếng đầy vô tình, giả bộ nói một câu mang tính hình thức. Kỳ thần ngữ lắc đầu không hé răng, lặng lặng nhìn cây bào đồng trong tiểu viện. Dưới đất Đinh Khả Du xách gậy dài và bao tải, cẩn thận hái tổ ong vỏ vé xuống. Khương Đình Ân nhìn thấy ý xấu nổi lên, chùm khăn lụa của Khương Thải Vi lén lút tới gần, từ sau đột nhiên đẩy một cái, tổ ong vỏ vé kia rơi oạch xuống đất. Một tiếng kêu vang, một tiếng vỗ tay, còn có ong vỏ vé bay loạn xung quanh. Bọn họ chạy vào phòng khách, đóng chặt cửa, không ai phát hiện trên mái nhà có hai người đang ngồi ngán ngẩm. Đinh Hán Bạch và Kỳ Thần Ngữ tai thính mắt tinh, nghe thấy tiếng ồn cảnh giác nhưng đã trễ rồi. Ong vỏ vé dương nanh múa vuốt đã bay lên, giống như thể thốt phải đốt bọn họ thành mặt rỗ. Đinh Hán Bạch cấp tốc cởi áo khoác, che nửa thân người trên người mình và Kỳ Thần Ngữ. Gió thổi không lọt, chỉ biết bốn phía ong ong. Anh ôm Kỳ Thần Ngữ vào trong ngực, mắt dán vào nhau, tràn trề mồ hôi. Hơi thở cuốn lấy nhau còn đòi mạng hơn cả đám ong bò vé kia. Kỳ Thần Ngữ khó chịu, hơi nhúc nhích. Đinh Hán Bạch cầm nhẹ, yên lặng chút đi. Kỳ Thần Ngữ cứng đờ, bị già nói câu xin lỗi. Tim của Đinh Hán Bạch đập kịch liệt như một cái nhúc nhích, có cái gì đó mềm mại lướt qua má anh. Anh kinh sợ ra một thân mồ hôi nóng, tầm nhán đều lấp kín, muốn phun ra một vốc huyết tương.
Mãi sau ông bỏ vé bay đi, đôi môi kỳ thần ngữ đau xót, dĩ nhiên là bị ngón tay đầy vết chai của Đinh Hán Bạch xoa nắn. Đinh Hán Bạch nói, sao lại mềm như vậy, không phải nghi vấn giống than thở hơn. Cậu cúi đầu tránh né, lại vây quanh hõm ở cổ đối phương, vừa ngóc lên hô hấp phả vào tai anh. Sư ca, kỳ thần ngữ nhỏ giọng, sư phụ nói ngày mai bọn em phải đi rồi. Đinh Hán Bạch há miệng, nuốt xuống thiên ngôn vạn ngữ biến thành một câu. Anh tiến hai người rồi chạm xe. Ngày hôm sau, bà con nhà họ Đinh tiến bà con nhà họ Kỷ, đường về không vội cho nên ngồi tàu hỏa. Đinh Xuyên Thọ và Kỷ Phương hứa cách 2 năm sẽ gặp mặt, dù sao cũng là hào hiệp. Ở sảnh ngoài liền tạm biệt, Đinh Hán Bạch lại kéo vali Kỷ Thần Ngữ, chậm chạp không chịu trao đổi. Gần xét vé, Kỷ Thần Ngữ lấy lại vali, trước mặt gia trưởng chỉ nói câu tạm biệt. Đinh Hán Bạch nhìn chằm chằm tấm lưng kia, tâm tình hỗn loạn, quyết tâm chạy đi mua một vé, muốn đưa người vào tận ga. Đến thềm nhà ga, tàu hỏa réo còi chạy tới, Đinh Hán Bạch mắng, sao lại nhanh như vậy chứ? Kỷ Phương Hứa liếc mắt buồn bực, lòng nói đứa nhỏ này có tính cách. Lên xe tìm tới buồng giường nằm, Đinh Hán Bạch khổ chờ xếp hành lý nói, sư phụ Kỷ, con đưa hai người tới đây thôi. Cúi đầu nhìn Kỷ Thần Ngữ, lại nháy mắt, dùng ánh mắt nói tạm biệt. Anh chen chúc với hành khách khác đi ra ngoài, đi tới cửa tàu quay đầu lại, và phải ánh mắt Kỷ Thần Ngữ. Thằng nhóc nam man đứng thẳng tắp, nép vào khuôn cửa, dường như không nghĩ tới anh sẽ quay đầu lại, nhất thời bỏ qua, cảm thấy dài dài lại trông lại phất tay với anh. Khẩu hình đó là nói tạm biệt, kêu một tiếng sư ca, lại kêu một tiếng Hán Bạch Ngọc. Đỉnh Hán Bạch bước xuống xe, trong lòng nóng lên, anh không biết nói gì, nhưng anh đang nóng muốn thiêu cháy. Cửa tàu đóng lại, anh xoắn suýt muốn hỏng mất. Thời khắc cuối cùng anh trở lại toa xe. Kỷ Thần Ngữ và Kỷ Phương Hứa kinh hãi, tàu hỏa vừa chạy. Đinh Hán Bạch đặt mông ngồi trên giường. Anh đến Dương Châu chưa mấy ngày, có lo ăn ở không? Kỷ Thần Ngữ vội la lên. Lo chứ. Một đường hướng nam, hai người bọn họ dựa vào nhau ăn đồ ăn vặt, ngắm phong cảnh thoăn thoắt. Ăn một lúc nhìn một chút, Đinh Hán Bạch xứng sở. Ba anh. Đinh Xuyên Thọ còn đang khổ sở chờ đợi, nào có biết tên vô sỉ trốn ông tới Giang Nam rồi. Tàu hỏa réo còi vào ga, Đinh Hán Bạch tay chống trơn bước tới Dương Châu. Ở trong sách vở anh từng nhìn thấy vườn cây cảnh phương Nam, ảo tưởng nhà Kỷ Thần Ngữ chắc sẽ có sơn thủy có cầu. Không ngờ tới nơi đối phương ở càng giống như một căn nhà lớn, một tòa nhà 2 tầng, trong vườn hoa chanh kỳ đấu diễm, vô cùng nhiều hoa. Đinh Hán Bạch hỏi, đây là hoa gì? Kỷ Thần Ngữ nói, hoa hải đường. Hỏi hết đông tới tây, tỏ vẻ chưa từng va chạm xã hội. Thật ra nghề điêu khắc này có cái gì không biết, hoa cỏ chim thú mỗi người trong lòng đều rõ. Đinh Hán Bạch giả ngu mà. Giả vờ xong rồi nói giọng chua lè, vậy em theo đuổi người ta dễ dàng quá rồi, ngắt một cảnh là được. Kỷ Thần Ngữ nói, trong phim ảnh nói theo đuổi người ta phải dùng hoa hồng. Lúc này Kỷ Phương Hứa gọi bọn họ vào nhà. Kỷ Thần Ngữ vâng dạ xong thì bỏ chạy. Đinh Hán Bạch phải đuổi theo. Vào phòng trước tiên gọi điện thoại báo hành tung. Đinh Hán Bạch cách đường dây bị Đinh Xuyên Thọ mắng một trận. Vừa cúp máy chính thức gặp người. Sư mẫu Kỷ Thần Ngữ bắt chuyện với anh. Anh liếc trộm Kỷ Thần Ngữ một cái. Thấy người kia thái độ cung kính, từ đầu tới chân đều cực kỳ khép nép. Anh đánh cược cái thể diện này ra, nói mình sức ăn lớn, đặc biệt là buổi tối nhất định phải ăn no, không thì sẽ hoang mang mất ngủ. Kỷ Thần Ngữ nghe vậy sững sờ, lập tức hiểu ra, cảm thấy vừa cảm kích vừa buồn cười. Hàn huyên qua đi, Đinh Hán Bạch và Kỷ Thần Ngữ lên lầu tham quan. Anh ngẩng cổ xem phòng, cũng đẹp đấy, phòng sách có tới 3 gian, tất cả đều là sách anh thích. Anh hỏi, nghe nói sư phụ em chuyển đồ cổ là thật hả? Kỷ Thần Ngữ cũng gật đầu. Đồ vật điêu khắc trong nhà đều là em làm, sư phụ 2 năm qua hầu như đều không động thủ, chỉ nghiên cứu đồ cổ thôi. Nhưng trong mắt đối phương sáng rỡ hỏi, sư ca, anh thích như vậy sao? Đinh Hán Bạch quả thực lưu manh, nhìn vợ cực kỳ thích. Tới phòng trà, sư trắng long tỉnh,
bàn cờ gỗ mun cùng với sân thượng treo đầy lồng chim sắt, trong đó đám còn có một cây đàn tam huyền. Đình hắn bạch hỏi: "Em biết đàn không?" Kỷ Thần Ngữ không biết, bình thường là sư mẫu của cậu đàn hát thành khúc Dương Châu. Kỷ Phương Hứa uống trà, lâu dần cũng có biết ngâm nga vài câu. Đình Hán Bạch nắm lấy cánh tay cậu, ánh mắt khẩn thiết: "Vậy em hát vài câu cho anh nghe nhé." Kỷ Thần Ngữ cũng rất ngại, Đình Hán Bạch chơi cho tâm lý: "Vậy lúc anh đi thì em hát nhé, coi như hát tiếng anh." Mới vừa tới đã nhắc chuyện đi, Kỷ Thần Ngữ tránh ra quay người ra dáng chủ nhà: "Xem thử anh ngủ phòng nào đi, bận tâm cũng vô dụng thôi." Mấy gian phòng ngủ có lớn có nhỏ, Đình Hán Bạch chẳng thích gian nào, tiến thẳng vào phòng Kỷ Thần Ngữ. Lúc này đổi lại Kỷ Thần Ngữ nói một tiếng ngồi đi, nói xong cũng đứng ở cửa tủ xếp quần áo. Đình Hán Bạch ngồi ở bên giường liếc mắt nhìn thấy tạp chí bên gối, bìa là một nữ minh tinh điện ảnh mặc áo tắm rất là bộ. "Sư ca, anh không mang quần áo, ta mặc đồ của em nhé." Kỷ Thần Ngữ xoay mặt, Đình Hán Bạch đang nghiêm túc lật tạp chí xem. Chàng bên trong tả càng lớn mật: "Anh mặc thiếu vải thì thôi đi, còn làm bộ làm điệu." Anh hỏi: "Bình thường em thích xem cái này sao?" Kỷ Thần Ngữ nói quanh co: "Bạn học cho em mượn." Đình Hán Bạch nói, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Em trột dạ hả?" Kỷ Thần Ngữ không hiểu, xoay mặt trở lại: "Ai trột dạ, nhìn làm sao vậy? Bạn học lớp em đều thích xem." Lạch cạch khép lại, Đình Hán Bạch sống như một người cha cổ hủ: "Em xem vì người ta mặc thiếu vải hả?" Anh đi tới phía sau Kỷ Thần Ngữ, rất gần nhìn chằm chằm má phải của cậu: 16-17 đang phóng đáng đúng không? Ở trường học có thích bạn nữ nào không? Hoặc là có bạn nữ nào thích em không?" Kỷ Thần Ngữ kéo ra một cái quần thun cộc: "Mặc cái này khi ngủ." Đình Hán Bạch đạt lấy: "Đừng nói sang chuyện khác." Anh cũng không tha, nhất định phải hỏi cho ra. Kỷ Thần Ngữ quay người dựa vào cửa tủ: "Sao lại bối rối? Ở trong đó có bến Thượng Hải, cậu xem Hứa Văn Cường thì là phóng đáng ư?" Ngừng lại chốc lát nói: "Không có, không có thích bạn nữ nào." Đình Hán Bạch khó giải thích được mà thỏa mãn: "Anh cũng không có." Kỷ Thần Ngữ cái lại: "Ai cần biết anh có hay không?" Bọn họ nhàm chán cái cỏ, nhưng trận cái cỏ kéo ra chút ám mùi. Đá chạm vàng, đóng cửa, hai người không hề có một tiếng động. Chỉ chốc lát sau, Đình Hán Bạch mở quần cộc ra, rộng rãi mềm mại, hẳn là bộ đồ duy nhất anh có thể mặc. Anh hỏi: "Đồ lót đâu?" Kỷ Thần Ngữ tìm ra một cái: "Món này thì nhiều, không nhỏ đâu đấy." Đình Hán Bạch nói: "Thực sự không nhỏ." Kỷ Thần Ngữ dữ tợn nói: "Của em lớn mà, hay mặc không thì tùy." Ở nhà mình chính là uy phong, Đình Hán Bạch kìm mặt nhường nhịn, ngầm ngà hát đi tắm. Ban đêm anh không ở phòng cho khác, sửa lên người Kỷ Thần Ngữ trước khi đi tới đã nói, thời điểm đó sẽ ngủ trong phòng Kỷ Thần Ngữ, nói được là làm được. Kỷ Thần Ngữ tóc tai bù xù, nâng tạp chí tinh tế thưởng thức, không phản ứng tới người ta. Mấy lâu sau Đình Hán Bạch nãy giờ bị gạt sang một bên, cậu rốt cuộc cũng cảm thấy áy náy. "Sư ca, anh biết không?" Cậu kể: "Có một lần em đeo khăn quàng cổ màu trắng của sư phụ tới trường học, bởi vì Hứa Văn Cường đeo mà, kết quả làm bẩn, bị sư mẫu đánh một trận." Cậu kể như một chuyện lý thú. Còn cười, không ngờ Đình Hán Bạch lại không cảm xúc. Đình Hán Bạch hỏi cậu: "Sư mẫu em ghét em như vậy, vậy em có nghĩ tới sau này một mình chuyển tới chỗ khác không?" Cậu hỏi ngược lại: "Chuyển tới đâu? Anh cảm thấy Nam Kinh có được không? Nhưng chỗ đó là tỉnh lỵ." Đình Hán Bạch khinh thường nói: "Gần như vậy, chả khác gì không chuyển." Kỷ Thần Ngữ nói: "Vậy Quảng Châu thì sao? Không phải người ta hay vượt qua biển tới Quảng Châu phát tài sao?" Đình Hán Bạch thì hừ lạnh: "Quảng Châu có gì tốt đâu, nó muốn chết." Anh bực nhóc ngu ngốc này đầu óc chậm chạp, sao lại nghe không hiểu ý ngầm của anh chứ? Phương Bắc vốn tốt hơn, mùa đông có tuyết lớn, mùa hè có mưa to, xuân thu thì gió mát. Kỷ Thần Ngữ cười tới ngã trái ngã phải, anh ôm lấy cậu để cậu nằm trước ngực mình. "Em muốn xem tuyết lớn, nhất định phải lớn." Kỷ Thần Ngữ cố ý nói: "Vậy sau này em đi cáp Nhĩ Tân nhé."
Đình Hán Mạch cũng tức chết. Vậy thì quá bắc rồi, đồng chết thằng nhóc Nam Man em luôn. Anh rút tạp chí ra, lật ngược lại không muốn nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ lặn. Đừng giả bộ ngốc nữa. Anh sờ sợi tóc còn ẩm ướt của Kỳ Thần Ngữ. Em với anh rất hợp duyên, sau này em có thể đi tìm anh, chúng ta cùng làm một trận. Tư thế thân mật, ngữ khí dịu dàng, Kỳ Thần Ngữ khó tránh khỏi hoảng hốt. Làm gì cơ? Đình Hán Bạch tắt ngọn đèn nhỏ, thổi khách thành chủ chiếm giữ gối. Thích làm gì cũng được, bây giờ chúng ta ngủ. Anh đồm phà bụng Kỳ Thần Ngữ, không xẹp, chứng tỏ ăn khá no. Nhưng anh không để ý phồng hay là xẹp, cách một lớp vải vóc cảm thụ màng da thịt kia. Khó giải thích được kích động, khó giải thích được bối rối hơn. Đình Hán Bạch nghiêng người bao phủ đối phương, làn tay rời đi, xoa xoa bụng Kỳ Thần Ngữ một cái, lại hướng lên trên, mò tới ngực cậu. Kỳ Thần Ngữ không dám nhúc nhích, ngơ ngớ hỏi, Sư ca, anh đang làm gì vậy? Đình Hán Bạch lừa, anh xem em có cơ bụng không, có rắn chắc không? Sở tới sở lui, sở tới nỗi Kỳ Thần Ngữ đều phải quay đi. Anh rốt cuộc xoa gương mặt kia, lấy bàn tay bao tròn, mềm mại, sờ vết chai dày của mình làm hài người. Vạn vật đều ngủ, phút chốc Kỳ Thần Ngữ nhào vào trong lồng ngực anh. Anh ôm chặt lấy cậu. Bọn họ đều không hiểu tại sao lại ôm ấp, nhưng ý loạn tâm hoảng, mất khống chế ôm lấy nhau. Có lẽ là tiếng ve kêu quấy nhiễu, có lẽ là ám xạ tình mê, cũng có lẽ là hai người đều đang tuổi phóng đáng. Nói chung tư thế thân mật càng lúc càng để bọn họ nếm trải tư vị chưa bao giờ có. Những ngày kế tiếp, Kỳ Thần Ngữ đầu tiên là dùng hết tiền riêng của mình mua mấy bộ quần áo cho Đinh Hán Bạch. Sau đó, như hình với bóng, dường như đã đi dạo hết Dương Châu luôn rồi. Vườn cây cảnh biểu tượng của Giang Nam, hồ xấu Tây lừng danh, tới cả phòng tắm công cộng cũng đi. Hai người bọn họ không có gì giấu nhau, ở trên bàn ăn nói chuyện công khai, ốm vào phòng nói mấy chuyện không được thanh nhã, không hề có chút kẽ hở nào. Một căn phòng nhỏ trong góc vườn hoa, cực kỳ oi bức, là nơi cấm địa luôn luôn đóng kín cửa. Kỳ Thần Ngữ dẫn Đình Hán Bạch tiến vào, khóa cửa, đóng cửa sổ, muốn làm ít đồ cho đối phương xem. Cậu ngồi đàng hoàng ở trước bàn, huyệt thái dương chảy mồ hôi, có vẻ chật vật. Trước khi cùng sư phụ tới nhà anh đã chuẩn bị làm, vẫn luôn chỉ hoãn, cậu đã chuẩn bị xong công cụ và hóa chất, trước tiên cắt một mảnh sứ vỡ. Sư phụ, hôm nay tới lò gốm, mỗi một món đồ ông ấy đều muốn đích thân động thủ. Đình Hán Bạch lắng nghe, bồi dầu, trình từ không một sai lầm nào. Có vẻ danh từ anh nghe không hiểu, nhưng anh không đành lòng ngắt lời Kỳ Thần Ngữ. Anh nghĩ sau này luôn có cơ hội bảo Kỳ Thần Ngữ giảng dạy cẩn kế cho anh. Kỳ Thần Ngữ nói, tay nghề này sư phụ không cho em nói cho người khác biết, anh nhớ phải giữ bí mật đấy. Đình Hán Mạch nhất thời hỏi, cho nên anh không tính là người ngoài. Xuyệt một tiếng, Quỷ Thần Ngữ bị mũi dao nung đỏ làm bỏng ra, có mấy lời không nói được, thẳng thắn không nói, cậu nói sang chuyện khác. Thứ này làm xong phải hong khô, chờ anh đi xem như là quà em tặng anh. Đình Hán Bạch bóp lấy ngón tay đỏ lừ, cái này là đuổi anh đi sao? Tới đây gần nửa tháng, trong nhà gọi điện thoại giục anh gần như mỗi ngày một cuộc. Anh cúi đầu nhìn ngón tay kia, đã hiểu tại sao không thể để lại vết chai, lấy khăn ướt ra lau, lau một hồi nắm bàn tay cậu trong lòng bàn tay mình. Hôm nay không mặt trời, lại oi bức tới không thở nổi. Hai người mồ hôi đầm đìa, bàn tay tiếp xúc cũng nhớp nháp. Đình Hán Bạch cảm thấy cái nhà này đang cầm cầm cừ cừ, không thì làm sao lại có chút choáng váng. Anh liền choáng váng tới gần, xoay vai Kỳ Thần Ngữ, nâng cằm cậu, sư ca. Đình Hán Bạch nghĩ, gọi sư ca gì đấy hả? Anh là sư ca gì của em? Anh cúi đầu là một tên vô liêm sỉ, nào có chuyện sư ca hôn sư đệ, nào có chuyện sư đệ không đẩy sư ca ra. Nụ hôn của anh rơi trên môi Kỳ Thần Ngữ, nóng quá rồi. Bọn họ mồ hôi tràn trề từ trước bàn, miệng dán vào miệng, hô hấp cũng phả lên mặt nhau. Gió không thổi vào, hương hoa cũng bay vào, chỉ có hơi thở của bọn họ và mùi hương của đối phương. Dù có dài tới mấy cũng kết thúc trong chớp mắt. Khóe miệng Kỳ Thần Ngữ đỏ bừng, môi càng sưng hơn.
Cậu là bên bị mạo phạm, nhưng cậu không chống lại cũng không biết xấu hổ mà tiếp nhận. Vì vậy cậu không có sức hỏi. Anh điên rồi sao? Đình Hán Bạch vẫn còn choáng váng. Nếu như anh thích em, phải có tính là điên không? Kỷ Thần Ngữ giật mình nghiêm mặt. Tính? Lần đầu tiên có người nói thích cậu còn là một người đàn ông, cậu không tin. Sao anh biết đó là thích? Cậu hỏi Đinh Hán Bạch cũng đang tự hỏi mình. Sao lại thích? Anh thích gì chứ? Cậu hiếm khi dữ dằn như thế, cổ họng cũng khản đặc, nhưng trống rỗng xong lại im bặt, cảm giác vô lực. Vậy anh... Cậu lăn hầu kết chạm tới ranh giới. Vậy lúc anh trở về có còn thích em không? Đinh Hán Bạch ôm chặt lấy Kỷ Thần Ngữ, hai thân thể đầy mồ hôi dính sát vào nhau nóng hổi. Thích, chắc chắn là còn thích. Anh cam kết, sau khi anh về cũng sẽ vẫn thích em. Vậy còn em thì sao? Kỷ Thần Ngữ thành khẩn nói. Cậu không biết, bên ngoài mơ hồ có tiếng động cơ ô tô. Cậu tránh ra lung tung lau mồ hôi, liền kéo Đinh Hán Bạch đi ra ngoài. Chờ nhìn thấy Kỷ Phương Hứa chột dạ kêu một tiếng sư phụ. Đinh Hán Bạch nói, sư phụ Kỷ, con định về nhà. Sau một thời gian dài, cuối cùng bày lên một bàn mỹ phẩm phong phú cùng đồ ăn nhắm rượu. Kỷ Phương Hứa cho là vé lên dấu chấm tròn viên mãn tiến Đinh Hán Bạch rời khỏi Dương Châu. Bàn đêm bắt đầu mưa, Đinh Hán Bạch và Kỷ Thần Ngữ lên lầu 2 nghỉ ngơi. Chung quanh yên lặng, thật thích hợp để nói lời từ biệt. Đẩy cửa sổ ra, trong gió kèm theo hạt mưa lất phất. Kỷ Thần Ngữ đứng ở phía trước cửa sổ nhìn rất cô đơn. Đinh Hán Bạch không nhìn được dán lên, hơi khom người với Kỷ Thần Ngữ lại. Đây cũng không phải là tư thế mà hai người đàn ông nên có. Nhưng bọn họ thấy cả chuyện phạm quy hơn đều đã làm rồi. Lời càng phạm quy hơn thì cũng đã nói. Vì vậy Kỷ Thần Ngữ không né tránh, Đinh Hán Bạch càng yên tâm thoải mái. Hồi lâu mưa lớn, Đinh Hán Bạch hò nhẹ một tiếng. Em muốn học lớp 12 không? Đợi Kỷ Thần Ngữ gật đầu, anh tiếp tục. Sau khi anh về, em nghiêm túc suy nghĩ lại. Thời gian một năm có thể nghĩ kỹ rồi chứ. Một năm sau anh lại tới tìm em cho anh một câu trả lời chắc chắn. Kỷ Thần Ngữ hỏi, một năm sau lỡ anh không thích em nữa thì sao? Đinh Hán Bạch nói, vậy thì không tới nữa. Kỷ Thần Ngữ đột nhiên xoay người, không được. Cậu vô cùng khẩn thiết, chạy đi tìm vòng hồ phách, tìm xong cũng không biết muốn làm gì. Dù thế nào anh cũng nhất định phải tới. Giọng hơi thấp xuống, không thích thì em trả vòng lại cho anh. Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, Kỷ Thần Ngữ túm Đinh Hán Bạch đến phòng trà, lấy đàn tam huyền ôm vào trong ngực, rất kích động. Chỉ đánh một hai nốt đã hứa, lúc tiến thì phải hát một bài, cậu ngâm nga, xuân giang hoa nguyệt giả, ai đứng bờ sông tiến đưa, ai đánh đàn, ánh trăng soi bóng người, hình phản chiếu đón gió, nào có mặt trăng. Đinh Hán Bạch dựa vào bàn cờ nhắm mắt, anh tay không mà tới, lại mang theo đầy cảm xúc mà về, đáng giá. Mưa tới sau nửa đêm thì mới ngừng, cả thành Dương Châu đều ướt đẫm. Sáng sớm hôm sau, hai thầy trò tiến Đinh Hán Bạch tới ga xe lửa. Kỷ Thần Ngữ học theo răm rắp, mua một tấm vé tiến anh tới thềm ga. Lữ khách chờ đoàn tàu, cậu đứng cùng Đinh Hán Bạch còn chưa nói tạm biệt. Tàu hòa réo còi, mọi người nhấc hành lý chuẩn bị lên tàu. Đinh Hán Bạch lùi tới cuối cùng nói, ôm một cái cuối cùng. Kỷ Thần Ngữ ôm ấp đối phương, dùng hết tất cả sức mạnh, ghìm Đinh Hán Bạch tới độ ho khan. Đi đường cẩn thận, thuận buồm xuôi gió. Từ từ tới gần cửa tàu, anh xác nhận, có viết thư cho em không? Đinh Hán Bạch đồng ý, một bước đi lảo đảo, cũng không quay đầu lại vào. Kỷ Thần Ngữ chạy dọc theo đoàn tàu tìm toa anh ngồi, ngẩng cổ nhìn nỗ lực tìm kiếm thân ảnh của Đinh Hán Bạch. Nhân viên tuần tra trên tàu bảo cậu cách xa một chút. Cậu há miệng nỗ lực gọi Đinh Hán Bạch, nhưng bánh xe lăn rồi, tàu hỏa đã chạy rất nhanh, cậu đuổi theo thế nào cũng không kịp, chớp mắt đã chạy xa như vậy rồi. Đinh Hán Bạch ngồi giữa cửa sổ đếm mây trên trời. Kỷ Thần Ngữ lẻ loi đứng ngoài thềm ga, từ đâu đó lấy ra một tờ giấy, mặt trên viết, chờ anh mang theo hoa hồng tới tìm em.